Em xin chào anh em nha. Hôm nay mới về được một con cắp sắt của Makita nha anh em. Đây em quay giùm máy cho anh em mình xem ha. Hình của máy nha anh em. Còn khá là đẹp luôn nha anh em. Đây. Bây giờ em xin đọc cái thông số máy anh em mình nha. Makita mã là 2414B nha anh em. Điện là điện 100V ha. Công suất là 1430W nha. Dòng tua là 3800 dòng trên phút nha anh em. Đó, made in Japan luôn ha. Rồi hình con này là còn khá là đẹp luôn nha anh em. Đá là đá, sử dụng đá là đá 355 ha. Rồi, vàng đế nè. Đó. Thì máy về là không có lưỡi nha anh em. Không có lưỡi theo máy ha. Em ghim điện. Đó, máy về thì không có đá nha anh em. Đó, có đá thì em gắn đá, không có đá thì em không có gắn theo máy cho anh em mình nha. Bây giờ em test máy ha, anh em mình về em lắp đá cho giúp em ha. Đó. Giờ em test máy anh em mình xem ha. Đó, máy hoạt động là ok luôn nha anh em. Đó, sử dụng là đá 355 ha. Đây. Ngoại hình của máy là khá là đẹp luôn nha anh em. Thì anh em quan tâm đến con cắt sắt 355 Makita này liên hệ em nha. Cảm ơn em.